Với suy nghĩ bản thân có thể làm được điều gì đó nho nhỏ để san sẻ bớt những khó khăn cho người lao động xung quanh mình, nên dù bận rộn với công việc riêng, nhưng anh Nguyễn Ngô Dương sống tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và quyết định mở tiệm sửa giày miễn phí. Đến nay đã gần 10 năm, anh vẫn luôn miệt mài với công việc không lương này. Và sáng nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này. Gần 10 năm qua, anh Nguyễn Ngô Dương ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đều đặn sửa giày miễn phí cho người nghèo. Dù bận rộn với công việc riêng, nhưng anh Dương dành thời gian để sửa giày miễn phí mỗi khi có khách mang đến. Anh Dương chia sẻ, khi đôi giày được sửa xong và trao tận tay cho những vị khách đặc biệt, anh cảm thấy mình đã mang lại một chút niềm vui, chia sẻ được một chút tình yêu thương cho người khác. Cứ thế mà gần một chục năm qua, anh chưa có ý định lựa chọn một công việc mới mà vẫn quyết định gắn bó với công việc này. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới. Buổi sáng hôm nay thì Hồng Ân đang có mặt tại một cơ sở sản xuất giày dép tại phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cơ sở sản xuất giày của anh Nguyễn Ngô Dương. Đây là người đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất giày dép. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn muốn đóng góp một phần công sức lao động của mình để giúp đỡ những cô chú, anh chị lao động nghèo được sửa những đôi giày dép bị hư của mình. Và ngay bây giờ thì Hồng Ân xin mời quý vị hãy cùng Hồng Ân trò chuyện cùng với anh Nguyễn Ngô Dương. Dạ, em chào anh Dương ạ. À, anh chào em. Dạ, buổi sáng ngày hôm nay thì chắc em là người đầu tiên đã đến để mà sửa giày phải không ạ? À, đúng rồi. Sáng thì thường tới 8 giờ rưỡi anh mới làm lận. Thì hôm nay em tới thì 8 giờ, sớm hơn tí xíu. Như vậy là mình đã theo cái nghề sửa giày dép này từ khi nào vậy anh? À, thì cái nghề này thì mình học hồi lúc năm mình 13 tuổi tới bây giờ. Thì bây giờ mình cũng tầm 40 tuổi rồi. Thì còn cái công việc mà sửa giày dép thì mình làm đây gần cỡ tầm hơn 8 năm. Lúc mình mở cái thương hiệu mình ra mình bán giày dép á, thì mình bắt đầu mình nhận mình sửa luôn. Em được biết là anh cũng dành một cái khoảng thời gian để mà nhận giày dép của các cô chú, anh chị, người lao động khó khăn á, và sửa giúp miễn phí cho họ nữa. Như vậy thì vì sao anh lại có cái quyết định làm thêm cái công việc này ạ? Thật sự ra thì hồi trước mình bán sản phẩm là giày dép á. Cái xong cái mình cứ nghĩ là thì khách mua hàng của mình thì mình cũng phải bảo hành. Thì bảo hành thì nhiều lúc cũng do mình bán cái lượng cũng hơi nhiều, thì bảo hành cũng nhiều. Cho nên mình nói thôi bây giờ mình thuê thêm một bạn thợ nữa. Rồi mình bảo hành cho khách rồi sẵn tiện mình sửa luôn cho tất cả mọi người luôn, chứ không riêng về người khó khăn. Thì đa số cái ai tới thì mình cũng đều mình nhận mình sửa hết, là tiện mình bảo hành của mình. Mình rất là vui vẻ khi mình làm việc đó. Giống như là một phần mình muốn tri ân lại những cái anh chị, những người thầy mà hồi xưa dạy mình làm nghề á. Thì hầu như là bây giờ họ cũng nghỉ hết rồi, còn có mình làm thôi. Có cái đôi dép nào hay là cái đôi giày nào mà anh từng sửa giúp cho các cô chú lao động mà anh cảm thấy nhớ nhất không? Có một cái trường hợp là cái cô kia cầm cái đôi giày tới sửa giùm cho chồng của cô. Tại vì chồng của cô cần đi làm một cái gì đó đó, nhưng mà hầu như là chắc cũng không mua được đôi mới, nhưng mà cần thì cũng gấp lắm, thì mình cũng sửa cho cô đó. Làm sao mà mọi người biết được đến anh để mà mọi người tìm đến anh Dương sửa giày dép cho mọi người được ạ? À, thì mới ban đầu mình làm thì cũng ít có người biết. Nhưng mà mình cũng dùng những cái mạng truyền thông như trên mạng xã hội này kia đồ á, thì mình cũng có đăng tải trên đó. Với lại một số là nhờ anh chị khách quen mua hàng đó, họ cũng biết à cái chỗ mình làm thì họ cũng hỏi thăm này kia. Thưa quý vị, như vậy là quý vị đã có thể nghe anh Nguyễn Ngô Dương giới thiệu một phần nào đó về những công việc mà anh đang làm. Nhưng mà để có thể hiểu rõ và cụ thể chi tiết hơn thì ngay bây giờ Hồng Ân xin mời quý vị hãy cùng xem đoạn clip ngắn sau đây để biết được là cụ thể anh sẽ làm những công việc gì. Chị Hoa là một vị khách thân quen với tiệm sửa giày của anh Dương. Mỗi lần đi bán vé số ngang qua tiệm của anh, nếu có giày dép cần sửa là chị lại ghé vào. Anh sửa con dép thì là phải giờ hỏi đó. Chị chờ lấy luôn hay là đi chút xíu quay lại? Chút không quay lại. Dạ rồi, để em sửa chút chị quay lại nha. Tùy vào thời gian của những vị khách đặc biệt này mà anh Dương sẽ sắp xếp công việc để có thể sửa luôn kịp giờ giao cho khách. Em sửa xong rồi nè. Dạ. Rồi hai chị đi bán nha. Dạ. Sáng gì đi bán mệt không? Về buồn ngủ rồi kìa, buồn ngủ rồi kìa, bán lại hết về ngủ kìa. Bye bye.
em Thanh, 12 tuổi cũng thường xuyên vào gần tiệm anh Dương để bán vé số. Thấy anh có sữa giày miễn phí cho người khó khăn nên em mang giày đến. Dạ bị gì vậy con? Chút cỡ nửa tiếng nữa con quay lại lấy nha. Con đi bán đi chút nữa con xong rồi con về con ghé chú con lấy nha. Chú sửa cho. Rồi đi bán đi con. Những ngày cuối tuần, anh Dương thường dành thời gian để sửa những đôi giày cho những vị khách đặc biệt này. Đó chính là sự chia sẻ và là cách mà anh Dương biết ơn những người thầy dạy nghề cho mình. Vậy là thông thường một ngày là anh sẽ nhận sửa bao nhiêu đôi giày ạ? Thì mình cũng không biết số lượng nhiều nhưng mà bảo đảm sẽ cũng tầm chục hơn. Thì thường thì cứ một ngày cuối tuần mình sửa, cứ sáng mình sửa tầm mà quá trưa là đã xong rồi. Mình cứ bỏ lên cái tủ sửa giày của mình. Rồi chị nào anh chị cứ đi tới mà tự động vô lấy luôn rồi đi về thôi. Thì bên cạnh cái công việc mà mình giúp đỡ những cô chú, anh chị, người lao động khó khăn để mà sửa giày miễn phí cho họ như vậy đó, thì cái công việc chính mình làm để mà kiếm thêm thu nhập cho mình đó, đó là công việc mình sản xuất giày phải không anh? Đúng rồi. Thì hiện tại ở nhà mình có sản xuất giày dép nữ, big size đồ giống như túi xách, dây nịch, bóp ví vậy đó, đủ thứ hết. Thì mình cũng bán trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok gì đó. Cái cả trên các cái nền tảng mạng xã hội riêng của mình. Thì còn với lại là khách quen, cái ai biết thì cứ nhắn tin hoặc là vô nhà luôn đặt. Trong tương lai thì anh Dương sẽ phát triển cái công việc sản xuất giày dép cũng như là mình sửa chữa miễn phí giày dép như thế nào ạ? Mình cũng mong là kinh tế nó phát triển ổn trở lại thì mình cũng sẽ nương theo đó mình phát triển tiếp. Mong muốn là mình sẽ mở lại được một số cửa hàng. Thì mỗi một cửa hàng mình cũng đều mở một cái điểm sửa miễn phí đó cho mọi người hết. Dạ, em cảm ơn anh Dương rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian trò chuyện cùng với em cũng như là các khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới. Và em xin chúc cho anh Dương có thật nhiều sức khỏe là cái đầu tiên quan trọng nhất. Cái thứ hai là anh sẽ gặp nhiều may mắn để có thể có được những cái thuận lợi và thành công trên cái con đường kinh doanh giày dép của mình. Và cũng như là mình sẽ giúp đỡ được nhiều thêm những cái cô chú anh chị có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là đoạn trò chuyện của Hồng Ân cùng với anh Nguyễn Ngô Dương về công việc ý nghĩa mà anh đang làm. Và hy vọng rằng câu chuyện này đã đem lại những năng lượng tích cực đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với những chuyên mục tiếp theo của chương trình. Hồng Ân và anh Ngô Dương, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.